cô xin chào tất cả các bạn trường tiểu học Mỹ Huê. Trong buổi giới thiệu sách ngày hôm nay, cô xin giới thiệu với các bạn bộ sách Những câu chuyện giáo dục. Câu chuyện bí quyết học tập của Nam trong bộ Những câu chuyện giáo dục gồm có các câu chuyện như câu chuyện thứ nhất, bí quyết học tập của Nam, câu chuyện thứ hai, hoa hồng và hoa bìm bìm, câu chuyện thứ ba, chồm hoa xấu tính, câu chuyện thứ tư, công chúa hoa mai, câu chuyện thứ năm, một người bạn tốt, câu chuyện thứ sáu, con quạ và bình nước, câu chuyện thứ bảy, mua chim én xây tổ, câu chuyện thứ tám, miêu lười, câu chuyện thứ chín, ngôi sao nhỏ dũng cảm, và câu chuyện số 10 là đi tìm cỏ tiên. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện bí quyết học tập của Nam nhé. Trong câu chuyện bí quyết học tập của Nam, kể về bạn Lan đã hỏi bạn Nam làm thế nào mà việc học trở nên nhẹ nhàng với cậu thế. Nam vui vẻ trả lời, tớ thường xuyên chơi thể thao để có cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, đồng thời mỗi ngày tớ luôn thực hiện tốt hai nhiệm vụ học tập. Hai nhiệm vụ học tập đó là gì thế? Bạn Lan liền hỏi bạn Nam. Bạn Nam giải thích, bên cạnh việc chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp, tớ còn thực hiện hai nhiệm vụ, đó là ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới. Hai nhiệm vụ học tập, quả nhiên khi lên lớp nghe thầy cô giảng bài, Lan cảm thấy có sự khác biệt so với trước đó. Bạn ấy rất vui vì đã nhanh chóng nắm được vấn đề trọng tâm của bài. Qua câu chuyện trên, các em hãy đi tìm lời khuyên nào phù hợp với ý nghĩa chuyện vừa đọc nhé. Theo em, nên làm theo phương pháp nào dưới đây để việc học tập đạt kết quả tốt nhất? Do tình hình dịch bệnh, chúng ta không đến thư viện để đọc truyện được, nên các em có thể nhờ ba mẹ lên mạng tìm câu chuyện bí quyết học tập của Nam để cùng tìm hiểu nhé. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Kính chúc tất cả phụ huynh và các em được nhiều sức khỏe. Tạm biệt các em.